Thưa quý vị và các bạn, trong những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2014, chúng tôi mời tất cả quý vị và các bạn cùng điểm qua 10 sự kiện nổi bật của Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng trong năm vừa qua. Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng vinh dự đón nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng cũng đã đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 4 năm liền do Đảng bộ Đại học Đà Nẵng trao tặng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của đảng bộ, tập thể giảng viên và sinh viên của nhà trường trong thời gian qua. Trong năm 2014, ba giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú vì những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục của đất nước. Đồng thời, nhà trường cũng có thêm 14 tân tiến sĩ, nâng tổng số giảng viên có trình độ tiến sĩ lên con số 58. Trong năm 2014, Trường Đại học Sư phạm có 30 cán bộ viên chức được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua, 22 sinh viên xuất sắc toàn diện, 13 sinh viên nghèo vượt khó học giỏi và 7 thủ khoa khóa tuyển sinh 2014. Công đoàn Trường Đại học Sư phạm cũng đã được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động công đoàn ngành giáo dục năm học 2013-2014. Trong năm 2014, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm đã hết sức quan tâm đến đời sống cán bộ viên chức của nhà trường. Hàng loạt các hội diễn văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao, hoạt động hỗ trợ giúp đỡ những gia đình cán bộ viên chức có hoàn cảnh khó khăn được diễn ra thường xuyên và kịp thời, thể hiện được nét đẹp truyền thống, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của công đoàn nhà trường. Đoàn Trường Đại học Sư phạm được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014. Những thành tích xuất sắc đó được ghi lại qua những thước phim của tác phẩm Mùa hè không nắng do sinh viên Trường Đại học Sư phạm thực hiện, và tác phẩm này đã đạt giải nhất video clip với chủ đề Những trái tim tình nguyện. Cuộc thi do Trung ương Đoàn phát động. Đặc biệt, tuổi trẻ Đại học Sư phạm Đà Nẵng có nhiều hoạt động thiết thực chung sức vì biển đảo quê hương. Clip Thề Dự Yên Biển Đảo Quê Hương được phát sóng rộng rãi trên nhiều kênh truyền hình trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, sinh viên nhà trường đã đạt nhiều giải cao trong cuộc thi viết về huyện đảo Hoàng Sa thân yêu. Với thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, Đoàn Trường Đại học Sư phạm trở thành một trong những cơ sở đoàn mạnh nhất của Đại học Đà Nẵng nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung. 2014 cũng là năm mà Trường Đại học Sư phạm tổ chức thành công nhiều hội nghị khoa học mang tầm quốc gia. Điển hình là hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ 7 diễn ra vào tháng 10 năm 2014 với gần 250 báo cáo của các giảng viên, sinh viên các trường sư phạm trên toàn quốc tham gia. Vào tháng 4 năm 2014, hội thảo toàn quốc về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và dạy học cũng đã diễn ra với 120 bài báo cáo của 19 đơn vị tham dự. Về hoạt động hợp tác quốc tế, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã tổ chức thành công hội thảo quốc tế về địa tiên học GIS Ideas 2014 vào tháng 12 năm 2014, quy tụ hơn 150 các nhà khoa học đến từ các quốc gia Nhật Bản, Úc, Đức, Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam tham dự. Bên cạnh đó, nhà trường cũng rất chú trọng các hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế với các trường đại học như Đại học Rockport, Hoa Kỳ, Đại học Yokohama, Nhật Bản. Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm đã tổ chức thành công lớp sinh hoạt học thuật mùa hè giữa khoa sinh môi trường với Học viện Kinh doanh Aarhus, Đan Mạch và khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Hội An từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2014. Đặc biệt, năm 2014 là năm Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng cùng với 7 trường đại học sư phạm trọng điểm xây dựng chương trình không đào tạo cử nhân sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam. Đây là năm học thứ 2 liên tiếp, Trường Đại học Sư phạm tiếp tục thực hiện chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục. Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng cơ bản đã hoàn thành chương trình văn hóa đào tạo sau đại học theo hai hướng, nghiên cứu và ứng dụng. Theo đó, người học có thể tự do lựa chọn chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và năng lực của cá nhân. Để tăng cường cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học ngày càng cao, năm 2014, Trường Đại học Sư phạm đã tiếp nhận dự án đầu tư trang thiết bị giảng dạy trong trường sư phạm, chuẩn bị cho việc đổi mới căn bản và toàn diện công tác đào tạo sư phạm sau năm 2015 với tổng giá trị hơn 12 tỷ đồng.
Như vậy, hàng loạt trang thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học như bảng tương tác, máy tính xách tay màn hình cảm ứng, hệ thống máy chủ, trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, lý hóa đã và đang được đưa vào sử dụng. Năm 2014, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã hoàn thành công tác bổ nhiệm đội ngũ quản lý cấp trường, khoa, tổ, bộ môn nhiệm kỳ 2014-2019 với quy trình công khai, dân chủ và đoàn kết. Đây là điều kiện tốt để nhà trường tiếp tục phát triển trong tương lai, xứng đáng là một trong những trường đại học sư phạm trọng điểm của cả nước và là nơi đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp giáo dục hàng đầu miền Trung. Quý vị và các bạn đã cùng với chúng tôi điểm qua 10 sự kiện nổi bật của Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng trong năm 2014. Qua đây, thay mặt cho truyền thông sư phạm, kính chúc quý lãnh đạo, quý thầy cô giáo, các bạn sinh viên đón một năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.